Thưa sư, con xin hỏi về nghề làm nail. Thợ nail sẽ làm cho khách hàng một bộ móng đẹp, khách hàng sẽ vui vẻ hài lòng. Thì như vậy được coi là một nghề tốt, tuy nhiên lúc làm nail thì khách cũng bị ảnh hưởng sức khỏe một phần bởi hóa chất, nước sơn, lưu huỳnh vân vân. Nó cũng tương tự với nghề tóc hay một phần trong nghề spa làm đẹp cũng sẽ có những tác dụng phụ đi kèm. Sư cho con hỏi, thế thì người thợ có mang tội không khi khách hàng họ chịu những tác dụng phụ đó? Liệu có nên làm nghề này? Chứ con nghe nghề nào cũng tạo nghiệp xấu huyết rồi, con không biết phải làm gì. Con nghĩ chỉ có đi tu thì mới hạn chế tạo nghiệp xấu nhất thôi. Con khao khát được xuất gia nhưng sinh ra là người động tính, dạ mong sư giải đáp. Câu số 2 thì cũng tương tự. Con làm nail có dùng cồn để tẩy móng cho khách. Khi đó mùi cồn sẽ bốc lên khiến cho con và khách ngửi cồn, cũng là một chất xay mặc dù không uống nhưng cũng xâm nhập vào cơ thể bằng đường hít. Con nghĩ lượng cồn đó có thể sẽ khiến cơ thể bị say nhưng không đáng kể. Trường hợp con biết là đó là chất xay nhưng vẫn cố tình làm nail để kiếm tiền để rồi bản thân và khách thích nó. Dạ sư cho con hỏi, có phạm giới uống rượu tạo nghiệp xấu dẫn đi địa ngục không? Xét về trường hợp bác sĩ dùng cồn y tế để sát khuẩn hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân thì sao? Bác sĩ kiếm tiền bằng cách điều trị cho bệnh nhân bằng cồn cũng khiến bệnh nhân hít phải. Cơ bản cồn có chức năng khử trùng, làm sạch, giải độc ở rất nhiều ngành nghề trong cuộc sống. Con mong sư giải đáp. Tốt nhất á, là quý vị nó giống như là bác sĩ nói nó hơi kỳ, nhưng mà khi mà trước khi mình lên cái bàn phẫu thuật á, thì bác sĩ lúc nào cũng bắt mình ký một cái tờ là mình đã ý thức rõ những cái rủi ro mà việc phẫu thuật có thể gây ra. Thì khi mình làm nail thì đôi khi mình nhẹ nhàng thôi, mình nhẹ nhàng nói với khách á, giống như là mình tâm sự hơn. Thì tại vì nó có cần thời gian mà tâm sự, ví dụ như nói mấy cái nghề làm đẹp này nè, thì thật sự mà nói nó cũng xài hóa chất, thì không ít thì nhiều, thì nó cũng ảnh hưởng sức khỏe. Mà phải nói là chị em mình chỉ thích đẹp thôi chứ còn sức khỏe cũng ít quan tâm. Thì nói thiệt với chị là tại mấy chị em thích thì tụi em mới làm thôi, chứ còn nếu thực sự mà muốn khỏe thì xấu mà khỏe mới chị có chịu không? Thì mình hỏi kiểu hỏi nửa nửa đùa nửa thật để cho khách thoải mái ha. Thì vị khách có thể quyết định là thường thì đa số phụ nữ họ làm đẹp họ bất chấp mà. Thì họ nói thì em cứ làm đi chả sao. Quý vị biết hồi xưa á, cái son môi á là có chì ở trong đó, rồi trong các phấn nó cũng có chì, mà thiên hạ phụ nữ thì vẫn cứ trét lên trên đầu trên mặt thôi. Rồi còn ba cái chất mà tiêm tiêm vô mũi, nâng mũi nè, hay là nâng chỗ này chỗ kia thì nó là chất độc rõ ràng. Mà khi mà nó xì ra một cái là chỉ có cấp cứu hoặc là chết, nguy hiểm tính mạng thôi. Nhưng mà chị em phụ nữ thì vì đẹp là bất chấp nha. Thì mình chỉ nói một cách nhẹ nhàng, tìm cái lời lẽ nó nhẹ nhàng để mình nói với khách. Thì có khi là khách họ sẽ đồng ý. Mình không thuyết phục nha, nhớ mình không thuyết phục mà mình chỉ phân tích. Thì đôi khi nếu mà khách họ đồng ý họ làm thì đây là quyết định của họ và mình chỉ làm công việc của mình thôi. Thì như vậy á, nó nếu như có nghiệp, nha sư nói nếu có nghiệp thì nó cũng sẽ nhẹ hơn. Tại vì đây là quyết định của họ chứ không phải là quyết định của mình. Tại vì nghiệp và quả của nghiệp á, là bất khả tư nghì. Và như quý vị nói thì muốn chấm dứt hoàn toàn ác nghiệp thì chỉ có nước đi tu thôi. Còn mình thì bị cái nghiệp như vậy mình không đi tu được thì mình làm người tại gia, thì ráng kiếm cái nghề nào mà không có hại mình không hại người thì đó đã là điều tốt rồi. Hơn nữa thì ở cái mức độ nào đó thôi,
chứ còn mình khắt khe quá thì coi chừng á, là mình nói thiệt là mình cũng không làm được cái gì hết trơn á. Cho nên là đối với lời khuyên của sư thì đôi khi mình ở mức độ vừa phải thì cũng có thể nuôi sống mình, và mình cũng nói với họ đó là để họ ý thức được cái giá mà họ sẽ phải trả. Và đương nhiên là mình nói cũng biết lựa lời mà nói, chứ còn nói quá thì có khi chủ đuổi mình á. Cho nên hãy cẩn trọng với điều đó. Còn cồn thì được dùng với chủ ý là làm vệ sinh, làm sạch, chứ không được dùng với chủ ý là uống rượu, cho nên là nó không có cái tác ý là có ý muốn uống. Và mình cũng không có cố ý, đâu có ai đâu mà chà cồn mà cố mà hít hửi, cho nên nó cũng thiếu chi phần là cố ý sử dụng. Cho nên là quý vị đừng có quá lo lắng về vấn đề này. Nhìn chung lại á, nghề làm nail thì nó có một phần cái nghiệp bất thiện á, nhưng mà so với các ngành nghề khác thì nó vẫn hơn rất nhiều, nó đỡ hơn rất nhiều ha. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không? Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, về cái gọi là cái giải pháp mà gọi là khuyến khuyến khích quý vị, gọi là hiến kế cho quý vị nữa ha, thì Đức Hạnh Tuệ đã trả lời rất là đầy đủ rồi. Ở đây thì sư chỉ phân tích thêm khía cạnh đó, là quý vị hỏi là cái nghề này nè, là nó thực sự tốt không, không có đúng không, thì xin thưa quý vị, để suy xét một cái nghề á, cái nghề nó có đúng theo, nó hợp lẽ đạo không? Hợp lẽ đạo ở đây là sao? Là nó có đúng theo tinh thần của lời dạy của Đức Phật hay không á? Thì Đức Phật có dạy như vậy, dạy là có cái năm cái nghề mà buôn bán mà trái đạo của người cư sĩ đó, thì năm cái nghề này này là quý vị nên tránh. Không, đó là gì? Đó, thứ nhất là buôn bán vũ khí, thứ hai buôn bán chim xanh, thứ ba buôn bán thịt, thứ tư buôn bán chất xây. Buôn bán chất xây đây là khiến cho khác say sưa như rượu bia đó vậy. Thứ năm là buôn bán thuốc độc đó. Thì năm cái nghề này là năm cái nghề mà Đức Phật ngài nói là nếu mà hàng cận sự đó, người cư sĩ nam cư sĩ nữ mà buôn bán những cái này đó, đó là những cái nghề mà tà mạng. Thì bây giờ quý vị đã nắm được ha, nắm được ít nhất, sẽ gọi là ít nhất là mình cũng không có rơi vào hiện tại đây, mình không có rơi vào năm cái nghề này, mình không có gọi là tà mạng, đúng không? Nhưng mà có một cái điều này, để cho mặc dù là Đức Hạnh Tuệ có nói đó, có nghĩa là tại vì mình là còn đời sống của người cư sĩ mà, thì làm sao mà tránh được là đời sống thánh thiện, chứ cái xuất gia mới nó thánh thiện đâu. Thì sư chỉ nói thêm một cái điều này thôi, là bất cứ quý vị làm cái nghề nào ngoài cái đám nghề tà mạng mà sư nói, thì cái nghề đó đó cái nghề đó cái nghề đó, đó của quý vị đó, nó phải có thêm yếu tố này, là quý vị phải cần có thêm giúp sư, là bản thân quý vị phải giữ giới là hiển nhiên này, giữ ngũ giới là hiển nhiên này, đúng không? Quý vị cái nghề quý vị đó, nó có phải thêm ba yếu tố này, là có thêm cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, đặc biệt là cái chánh ngữ thưa quý vị đó, là cái đó là nó rất là quan trọng, nó quyết định đến cái hạnh phúc ngay trong hiện tại quý vị, và cái sự an lạc á, trong cái đời sống tương lai đó. Đó là cái công thức gốc mà sư đưa ra cho quý vị đó. Còn nếu mà sư ví dụ nha, nếu là ví dụ bây giờ quý vị làm cái nghề gọi là cao thượng đi, cái nghề mà giống như bác sĩ đi, bác sĩ hay chỉ là giáo viên đi, những nghề mà mình nhìn vô bề ngoài rất là cao thượng, nhưng mà rồi sao, nhưng mà cái ông bác sĩ đó là ổng bán thuốc giả, ông tiêm thuốc giả, rồi ổng lại chặt chém nạn nhân. Chém nạn nhân là sao? Ví dụ bây giờ là gọi là cho uống thuốc câu giờ đó, ví dụ cái bệnh đó đó, thuốc uống đi, cái phát đồ đi có 10 khoảng chừng có 5 ngày hết rồi, nhưng mà không, kéo dài 15 ngày đó.
Thì tương tự như vậy thì quý vị nghĩ thì nghĩa là bản chất cái nghề đó là nhìn bề ngoài cao thượng nhưng mà nó lại không cao thượng, cho nên chung quy lại là hiện tại đây quý vị là đã không dính tà mạng là rất là tốt rồi, đúng không? Thì chỉ cần quý vị duy trì được cái nghề, quý vị có thêm ba yếu tố giúp sư, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, và mình giữ giới nữa thì mới đúng thuần túy nha. Theo sư nghĩ đúng thuần túy là cái nghề này mới gọi là được, gọi là ở đây là một cái nghề gọi là được tốt đó. Tại vì quý, ở đây trên đây quý vị có nói câu nè, là hỏi là thì như vậy được coi là một người tốt đó, một nghề tốt là nó phải là bản thân quý vị phải giữ giới và quý vị tránh dính vào nghề tà mạng, và có thêm ba yếu tố chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái đó là được coi là một cái nghề tốt quý vị. Rồi cái về vấn đề mà được quý vị hỏi là cái cồn đó, khi sử dụng đó, thì Đức Hạnh Tuệ nói cũng rất là rõ, cho nên là sư sẽ không có nói thêm vấn đề này. Đúng, và đúng là thật sự như vậy, chứ là cái cồn á, khi mình sử dụng cồn á, quan trọng mình không tác ý đến, mình sử dụng nó để mình giống như là năm cái chi á. Ô xin lỗi vị, là trong cái chi bốn cái chi pháp mà uống rượu, thưa vị, với uống rượu đó thì như Đức Hạnh Tuệ phân tích đó, thì được hoàn toàn là mình không có dính vào đó, cho nên là quý vị cũng yên tâm là mình không có vấn đề phạm giới. Rồi xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.